Chào mừng cô chú chị quay lại với kênh Nhà Đức Bà Rịa Vũng Tàu của em Điền ha. Hiện tại em Điền đang ở đây là ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chính chị ơi. Và hôm nay em Điền sẽ giới thiệu cô chú chị một lô đất mà có diện tích là 5 sâu 34m và quy hoạch đất ở đô thị, chưa có thổ cư nhưng mà quy hoạch đất ở đô thị lên được thổ cư nha chị. Và giá bán của lô đất mình là chỉ có 900 triệu đồng thôi, mà nằm gần ngay ủy ban xã Bình Châu. Rồi em Điền sẽ mời cô chú chị mình cùng xem video của em nhé. Rồi trước mặt của cô chú chị đây là mặt tiền đường nhựa ha. Và cái hướng trước mặt của chú chị mình đi ra được ủy ban xã Bình Châu và quốc lộ 55 anh chị, thì đi ra khoảng vài trăm mét thôi, đi đường này ra, đi thẳng ra là quốc lộ 55 và ủy ban xã Bình Châu. Và cái hướng sau lưng mình đây là cái hướng mình đi vào khu dân cư và đi vòng ngược ra lại đi ra quốc lộ 55, đi xuống nước nóng Bình Châu anh chị. Rồi em đi sẽ giới thiệu của chú chị một lô đất đây. Nằm mặt tiền đường đất anh chị, hiện tại là mặt tiền đường đất, rộng khoảng là 6m. Từ vị trí cái đường nhựa mà em Điền đứng đó mà đi vào cái vị trí đất mình á thì khoảng vài chục mét thôi, gần 100m. Là cái đường này là hiện tại là đường hiện hữu nha anh chị, đường có trên sổ anh chị, rộng khoảng là 6m anh chị ơi. Xe ô tô thì chạy thoải mái rồi. Hiện tại cái chỗ vào đất mình thì đã có điện và nước máy là tới đây rồi. Xung quanh đất mình thì khu dân cư rồi anh chị, dân cư thì cũng chỗ này cũng tương đối là đông anh chị. Phía trong này hơi thưa thôi, nhưng mà ở ngoài đường nhựa em quay đến, em Điền quay đó thì là dân cư đã đông rồi. Như anh chị đã biết thì cái xã Bình Châu này á nổi tiếng về là suối nước nóng Bình Châu và biển Bình Châu và các dự án lớn như Novaland ở Bình Châu anh chị. Ở Bình Châu này thì chủ yếu là thiên về du lịch anh chị ơi. Và em đi sẽ giới thiệu với cô chú về cái lô đất mình đây ha, là có ranh móc từ đây anh chị, từ đây qua phía bên cái cọc nhỏ này là 5m, và sâu một bên là 34m, bên này là 34m anh chị, và một bên này là sâu 30m anh chị. Mà nó ở sau đất nó hơi xéo xéo tí, nhưng mà đất mình không bị tóp hậu nha anh chị. Hiện tại đất mình chưa có thổ cư nhưng mà lên được thổ cư anh chị. Quy hoạch là quy hoạch đất ở đô thị anh chị, tương lai xã Bình Châu sẽ lên thị trấn anh chị ha. Và cái hướng trong này anh chị là cái đường thông nha anh chị, đường này thông được nè. Đi ra là thông ra lại đường nhựa anh chị. Rồi từ vị trí đất của em Điền đang quay đây thì ra trung tâm xã Bình Châu khoảng đâu đó chưa tới cây số, và đi biển khoảng là 2 đến 3 cây, và đi từ đây mà đi qua suối nước Bình Châu khoảng là 3 cây rưỡi anh chị. Nói chung là cái bán kính của bất động sản mình thì rất là gần những tiện ích và khu du lịch. Và cái chỗ này á chị, từ Sài Gòn về đây thì khoảng đâu đó là 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi cao tốc anh chị. Ở xã Bình Châu mình á là sẽ giáp với lại Bình Thuận anh chị, giáp với lại Tân Thắng, Tân Hải anh chị ha. Bình Châu, xã Bình Châu thì nó nằm ở cuối huyện Xuyên Mộc từ Sài Gòn đổ về anh chị. Rồi thì như đầu video em đã nói thì cái lô đất của mình là đang bán với giá là 900 triệu đồng hết lô đất này ha, 5m sâu 34m và đất ở đô thị anh chị. Rồi anh chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì hãy liên hệ với em đi, anh đi sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế và gặp trực tiếp chủ ha. Rồi anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em đi nha. Rồi bye bye anh chị, và cảm ơn anh chị đã xem video của em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ạ.